lầy lội, xuống cấp, sụt lún là thực trạng trên tuyến đường trục thôn Bắc Kinh, xã Ích Hậu, huyện Lộc Hà. Tuyến đường này có chiều dài hơn 500 mét, trước đây được đổ bê tông rộng 3,5 mét, sau đó mở rộng ra 5 mét. Vào cuối năm 2021, tuyến đường được quy hoạch làm đường công vụ để phục vụ cho công ty cổ phần tập đoàn Phú Tài Miền Trung, thành phố Hà Tĩnh thi công dự án xử lý cấp bách đê tả nghèn đoạn qua xã Ích Hậu, Đến tháng 5 năm 2023, dự án hoàn thành và đưa vào sử dụng. Thế nhưng đến nay đã gần một năm nhưng tuyến đường này vẫn chưa được nhà thầu tu sửa hoàn trả lại. Người dân rất bức xúc, nhiều lần phản ánh lên các cấp có thẩm quyền nhưng vẫn chưa được xử lý cái là đang đang mình lại là đẹp đẹp rồi nè dư là đường để mà đổ và đăng đăng đế này là chở quá tải cho nên là bảy hết chứ toàn đường ống thoát nữa ở trong nhà ra mương thoát á bể thịt Tơn dư là một trùm mưa đây ra bắt đầu à, ở trong nhà là giòn rửa sạch là nã cân đồng lại ô nhiễm hết cỡ vẫn còn là thoát ra được là vì ống bể rồi dư là hiện nay là là đi cho nát thế thôi mà dư là mua mà là chuẩn bị sắp tới mà dư là khờ, hiện nay là cùng không đi được mà là tai nạn cũng nhiều nói chung là cái đoạn đường đi là cùng tai nạn cũng nhiều nói chung là cái trẻ em đi học ở bên nông lộc về thì cũng tai nạn nhiều đấy bác chứng kiến tai nạn rất nhiều cũng tai nạn cái chỗ đường này là cái đi gồ ghề xe có xe mà xe con không đi được cho nên là nông thôn mới là như là một cái đường xã như thế này là phải làm sao mà để là làm lại để cho dân đã, đã đề xuất kiến nghị nhưng mong muốn là của chúng tôi ạ là sớm hoàn trả lại mặt bằng để cho nhân dân đi lại trong quá trình mùa màng thu hoạch, đặc biệt là mùa mưa lũ sắp tới. Vì vậy là kính đề nghị cấp trên cần quan tâm sớm giải quyết uh, tuyến đường công vụ cho nhân dân thôn Bắc Kinh chúng tôi. Trong thời gian vừa qua thì ủy ban xã cũng đã làm việc với bên chỗ ban quản lý dự án thì có cái thống nhất để làm việc với ban quản lý dự án để hoàn trả lại cái đường cho thôn Bắc Kinh. Tuy nhiên đến thời điểm này thì cũng chưa được hoàn trả lại. Tuyến đường ngày càng xuống cấp, trong khi việc xử lý lại chậm trễ nên ảnh hưởng rất lớn đến việc sinh hoạt đi lại sản xuất của người dân cũng như tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông ngoài ra địa phương cũng đang trong quá trình xây dựng nông thôn mới nên tuyến đường xuống cấp đã ảnh hưởng đến việc hoàn thành tiêu chí đạt chuẩn chính vì vậy các cấp ngành đơn vị liên quan cần sớm có giải pháp tu sửa hoàn trả lại tuyến đường cho người dân theo đúng quy định